một trải nghiệm rất thú vị, đó là cảm nhận một ngày cùng chiếc xe Gogo Osaka, một mẫu xe mới nhất của hãng xe Osaka. Hãy cùng mình bắt đầu trải nghiệm ngày hôm nay nhé. Chỗ để chân của xe máy điện Gogo Osaka được thiết kế lớn, đặt ở khoảng cách phù hợp, giúp người điều khiển thoải mái vận hành trong thời gian dài. Yên xe được thiết kế liền khối với kiểu dáng sang trọng. Phần da bọc yên là một khối liền mạch giúp bao phủ hết bề mặt của xe, chống thấm nước khi vận hành trong trời mưa. Bên trong yên xe là phần đệm cao su tự nhiên, có khả năng đàn hồi cao, giúp người ngồi có cảm giác thoải mái khi sử dụng. Chiếc xe Gogo Osaka này thì có một thiết kế rất mới lạ, mang phong cách đến từ tương lai và chắc chắn sẽ trở thành mẫu xe điện dẫn đầu xu thế năm nay. Bánh trước được tích hợp nhiều chức năng, lốp cao su không ruột, có mặt tiếp xúc rộng, giúp xe vận hành dễ dàng, bám đường tốt, không lo bị thủng xăm, di chuyển an toàn hơn ngay cả khi đi vào đoạn đường mưa dễ trơn trượt. Gogo Osaka nổi bật với hai giảm sóc sau kết hợp với khung xe làm từ 100% vật liệu thép chống rỉ, có độ cứng cao, giúp xe vận hành êm ái hơn ngay cả khi chở khối lượng lớn. Chiếc xe Gogo Osaka này thì được trang bị hệ thống phanh đĩa ở bánh trước rất là ăn và hệ thống phanh cơ ở bánh sau rất chắc chắn. Chính sự kết hợp này thì tạo ra cảm giác an toàn cho người điều khiển khi mà điều khiển chiếc xe này. Đuôi xe được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Xe máy điện Gogo Osaka mang trong mình một cải tiến mới của dòng xe hiện đại khi đuôi xe được mở rộng để tạo không gian lớn cho phần cốp. Cùng với những đường bo tròn độc đáo như các bạn có thể nhìn thấy ở đây và lớp sơn rất là sáng bóng thì chiếc xe này mang lại cho mình một cảm giác tự tin khi mà di chuyển trên đường phố. Vậy là mình vừa mới trải nghiệm xong một ngày cùng chiếc xe Gogo Osaka này và mình tin là với những tính năng và những cải thiện về động cơ thì chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình và nếu như yêu thích thì hãy like cũng như là subscribe channel Xe Bảo Nam nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.